Xin chào mọi người. Tiên Võ Đế Tôn Diệp Thành 1018. Nhân Vương vừa dứt lời cũng không nói gì nữa, vừa chợp mắt liền ngủ đầy ngoan ngoãn như một lão nhân tuổi xế chiều, ngủ an tường mà trầm tĩnh. Thấy Nhân Vương như thế, Diệp Hào muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng giữ im lặng không quấy rầy nữa, chỉ lắng lặng quay người ngồi tại dưới gốc cây già, âm thầm phỏng đoán ngụ ý của Nhân Vương. Bề ngoài đã đang giải thích đạo lý với anh, nhưng anh có một loại cảm giác khó hiểu, đó chính là Nhân Vương muốn truyền cho anh một số bí mật. Dưới ánh trăng, anh cũng an tĩnh không nói, đứng im không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhân Vương cho dù xóa đi chú pháp, nhưng lời nói ma tính kia cùng hình ảnh đẫm máu lại phản phất như còn khắc sâu vào bên trong linh hồn của anh. Luôn có hai loại âm thanh hỏa loạn lấy tinh thần của anh, đó là tâm ma. Hai loại tâm ma hoàn toàn đối lập nhau, chính là lên án việc luyện tâm. Một phương đại biểu là Diệp Phàm, một phương đại biểu là Thương Sinh. Bỗng nhiên anh khoanh chân ngồi xuống, hơi nhắm mắt lại. Anh cần xóa bỏ hai loại tâm ma này, nếu không thì thời gian về lâu về dài tất sẽ trở thành nghiệp chướng. Nhắm lại hai mắt, anh có thể cảm thấy rõ ràng thần hải hình như có hai bóng người vặn vẹo vây quanh nguyên thần của anh, giống như ngầm hiệp. Diện mục có chút dữ tợn, trong mắt lóe ra lục quang. Giết Dịch Phàm, cứu Thương Sinh. Thằng này cười u tàn, liếu lo không ngừng. Dịch Thương Sinh, cứu Dịch Phàm. Thằng kia ánh mắt lại thâm trầm, khắc khắc cười như điên không thôi. Đây chính là hai tâm ma kia, lấy lời nói đầy ma tính mê hoặc anh. Tự như anh không cho ra đáp án thì bọn hắn liền mãi không kết thúc. Diệp Đào hét lên một tiếng, trong lòng khẽ niệm một loại pháp quyết tĩnh tâm. Đó là chú ngữ tĩnh tâm, chuẩn xác hơn mà nói là thánh tâm quyết, được truyền lại từ thánh địa giao trì, tích chứa pháp môn vô thượng diệt trừ tà niệm, là có tích băng truyền lại cho anh năm đó. Lần này dùng để đối phó tâm ma thì không còn gì tốt hơn. Tâm ma chính là cái gọi là tà niệm. Quả nhiên theo tiên âm của thánh tâm quyết vang lên, vang vọng tại thần hải của anh, thân thể của hai tâm ma trở nên càng thêm vặn vẹo không chịu nổi. Diện mục dữ tợn cũng càng hiển lộ sự đau đớn, kêu lên luôn miệng. Cút ra khỏi thân thể của ta. Diệp Hào hừ lạnh một câu băng lãnh mà uy nghiêm. Anh tại bên trong thánh tâm quyết có dung nhập tu vi lực lượng cùng ý chí của đạo tắc, uy lực gia tăng gấp bội. Tiên âm mờ mịt kia tràn ngập thần lực, trở thành thiên địch khắc tinh của tâm ma. Nhìn xem bên trong thần hải của anh, tiên âm thánh tâm quyết hóa thành từng sợi tiên quang, tụ thành một mảnh tiên hải bao trùm hai tâm ma. Lực lượng tịnh hóa cùng độ diệt để mà hắn phải ôm đầu kêu rên. Tâm ma bị áp chế do thánh tâm quyết vang dội tại bên trong tiên hải, đau khổ giãy giụa như hai đầu ác quỷ, như bị trấn áp vĩnh thế không thể thoát thân. Nhìn từ bên ngoài, toàn thân Diệp Đại Hào cũng được bao phủ bởi tiên quang áo ánh. Thánh tâm quyết không chỉ tịnh hóa linh hồn trong thần hải, mà cũng tẩy luyện thánh thể của anh. Những ô trọc của trần thế đang từng mảnh tróc ra. Màn đêm dần dần khuya, tiểu viên yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ nhẹ phớt qua, khi thì sẽ có vài ba phiến lá rụng theo gió trôi nổi mà bay xuống, rơi vào trên thân Nhân Vương, cũng đáp vào bờ vai Diệp Hào. Một ngày lặng yên mà qua, Diệp Hào chưa tỉnh mà Nhân Vương còn đang ngủ say. Hai ngày vội vàng trôi qua, Diệp Hào vẫn nhắm mắt khoanh chân, mà Nhân Vương cũng không có dấu hiệu muốn thức tỉnh như cũ, cực kỳ yên tĩnh. Cho đến đêm ngày thứ ba mới thấy thánh thể Diệp Hào khẽ run lên, sau đó liền thấy từng sợi quang huy vàng rực bỗng nhiên hiển hóa quanh quẩn xung quanh thân thể của anh, càng là có rất nhiều dị tượng huyền ảo xen lẫn cùng phát họa tại trong màn đêm rất là óng ánh. Tiếp theo một chớp mắt, anh mở mắt ra, hai luồng ánh sáng vàng phản phất giống như thực chất từ hai mắt bắn ra, đem không gian để đâm ra hai cái lỗ thủng. Suốt ba ngày anh tru diệt tâm ma, bây giờ
bên tai cuối cùng cũng là được yên tĩnh. Mà cũng phải nói, anh cũng đầy đủ bá đạo. 20 năm luyện tâm, thờ thờ khắc khắc phải chịu sự tra tấn của ma tính, không giây phút nào là không phải nhìn hình ảnh đẫm máu kia. Một ngày lại một ngày đầy tàn khốc, ròng rã suốt thời gian 20 năm, sửng sốt lại không bị tẩy não. Có thể thấy được tâm trí kiên định của anh. Lần này cũng là may mắn, nếu như đối lại là người khác, chắc chắn sẽ gục ngã. So với ngàn năm tại lục đạo luân hồi, thì 20 năm luyện tâm này kỳ thực chỉ là trận đấu hạng ruồi, hoàn toàn chính xác không đáng để so đo. Chậm rãi thu lại suy nghĩ, Diệp Hào dụi dụi hai mắt. 20 năm, hai mắt của anh vẫn là ở trạng thái bị mù, ấn kết 20 năm trước vì nút máu của tạo hóa thành vương vẫn chưa thể hồi phục. Cho tới đây, anh đều là dùng thần nhãn từ tâm thức giá trị tại bên trên hai mắt, lúc này mới có thể nhìn ra bên ngoài nhưng rất khó chịu. Bài học này để anh hiểu được, máu của người khác không phải tùy tiện muốn nuốt là nuốt, đặc biệt là tạo hóa thần vương, biện pháp phòng trộm của hắn rất trâu bò. Thế nhưng là hoàng hộ thánh huyết của anh cũng rất quý giá, mà anh cũng dung nhập lực lượng thần bí cho huyết mạch. Năm nào đó, nếu người nào không may mắn lấy máu của anh rồi nuốt thánh huyết của anh, chắc chắn sẽ bị lực lượng này gây trọng thương. Đương nhiên, nếu anh chủ động cho thánh huyết thì sẽ không có lực lượng này trộn lẫn. Tất cả đều là vì phòng trộm, tâm nhãn phải dài một chút. Làm xong những thứ này, anh mới duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt rung động đùng đùng. Làn gió nhẹ nhẹ phẩy, hỗn độn thần đỉnh chạy đến, treo tại trước người anh, ong ong rung động, dường như rất vui sướng. Cũng dường như đang khoe khoang. Khoe khoang bên trên thân đỉnh của nó có thêm không ít đồ chất thiên tử, từng khỏa chữ vàng đều lấp lóe quang huy. Diệp Đào nhíu mày ngạc nhiên nhìn qua, bên trên hỗn độn thần đỉnh đóng dấu bao nhiêu đồ chất thiên tử, anh so với ai khác đều rõ ràng nhất. Bây giờ lại lòi ra thêm trên 100 cái, kinh hỉ bực này quả thực để anh trở tay không kịp. Trong vô thức, anh nhìn về phía nhân vương. Rất hiển nhiên, tại thời gian 20 năm anh luyện tâm, nhân vương tuyệt nhiên không hề nhàn rỗi, giúp anh tìm được không ít độn giáp thiên tử. Đây cũng là một loại cơ duyên khác. Trong lòng suy nghĩ, anh lúc này đứng dậy đi tới trước người nhân vương. Nhân vương giống như rất khốn khoảnh, còn đang ngủ say. Đối với việc anh đến lại hoàn toàn không hề hay biết. Đây không phải là tình trạng mà một chuẩn đế nên có. Lên đường thôi. Diệp Đào một chân đạp tới, lực đạo còn không hề nhỏ. Đối với nhân vương, anh cảm kích tận đáy lòng, nhưng quả thật cũng oán giận. 20 năm này, tâm thần anh tuy bị vây khốn ở trong huyễn cảnh, nhưng chuyện ở bên ngoài cũng vẫn là biết một chút. Bị nhân vương cái thằng này chắc đi, lướt sóng mượt mà, ròng rã 20 năm. Anh như là một thế anh gian na. Chỉ có điều anh một chân này, cho dù ra đòn rất nặng, nhưng nhân vương cũng không có chút phản ứng nào, ngủ say như chết. Hoặc là nói hắn chính là một người chết mà còn thở. Diệp Đào nhíu chặt lông mày, xích lại gần một chút, cũng hiếp lại hai con ngươi, xuyên thấu qua thân thể nhân vương, nhìn lén thần hải của hắn. Lần xem xét này, anh mới phát giác được, tâm thần nhân vương đang ngủ say, còn một loại như ngủ đông, đối với độc tĩnh bên ngoài, không có chút cảm giác nào. Bất đắc dĩ, anh lại trở về dưới gốc cây già, xách ra một hồ lô rượu, lẳng lặng uống. Nhân vương đang tại trạng thái ngủ đông, trong thời gian ngắn không tỉnh lại được. Anh cũng có là nên nghỉ ngơi một chút, đường tu luyện còn rất dài. Nửa đêm, anh cũng tựa tại dưới gốc cây già, rơi vào trạng thái ngủ say. 20 năm bị tra tấn luyện tâm, lần đầu tiên anh được ngủ phê pha như vậy. Chẳng biết đến lúc nào, mới thấy tiểu viên có động tĩnh đến từ nhân vương tên kia. Chỉ thấy túi trữ vật của nhân vương bị đâm ra một lỗ lớn, một túi đồng lô bay ra treo lơ lửng giữa trời, ầm ầm rung động. Nhân vương vẫn không có phản ứng gì, nhưng Diệp Hào lại trong giấc ngủ mê bị bừng tỉnh. Diệp Hào tuyệt nhiên không mở mắt vì hai mắt bị mù, cho dù có trợn ngược lên hay không mở mắt ra thì cũng không có gì khác nhau. Anh cũng không hề nhúc nhích, vẫn an ổn ngồi đó như cũ, chỉ lấy thần nhãn lắng lặng nhìn qua tôn đồng đô kia.
Chỉ thấy bên trong đồng lô có hai bàn tay đen nhánh vươn ra chộp lấy trên mép đồng lô. Sau đó liền thấy một cái đầu ló ra. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, chính là Tạo Hóa Thành Vương Lâm Tinh. Diệp Hào nhìn mà sững sờ, rất muốn dựng thẳng ngón tay cái với Lâm Tinh. Người đó nha, trâu bò à, phòng cấm của pháp khí chuẩn đế đều có thể phá vỡ. Bàn nội hắn chứ. Một bên kia, Lâm Tinh đã leo ra khỏi đồng lô, một bên thở hồng hộc, một bên lại ngoặt miệng chửi rủa, khuôn mặt đen như than cốc. Từ năm đó bị Nhân Vương phong nhập vào đồng lô, cũng đã có 20 năm. Đối lại là ai thì cũng phải chửi con mẹ nó. Để người phòng cấm ta này, để người cướp bảo bối của ta này, người cái lão già thối ta này. Tên kia hỏa khí không hề nhỏ, đối với Nhân Vương chính là đè lên loạn đạp. Một cước tiếp lấy một chân, đạp thật bá khí ầm ầm, dám trắng trợn đạp chuẩn đế, cũng thực không có cách nào vô pháp vô thiên hơn được nữa. Trên diện tích chính là Lâm Tinh cũng nhìn ra Nhân Vương đang ở tại trạng thái ngủ đông, nếu không hắn cũng sẽ không chơi ngu đi đạp chuẩn đế như vậy. Khỏi phải nói, hắn đè xuống loạn đạp, Nhân Vương lại thực sự không có phản ứng gì. Mà có vẻ hắn ngủ càng ngon thì Lâm Tinh con hàng kia liền đạp càng điên cuồng. Diệp Hào nhìn rất rõ ràng nhưng cũng chưa hề ngăn cản. Không biết vì sao, trong lòng anh còn có chút thoải mái nho nhỏ khó hiểu. Anh đã sớm muốn thu thập Nhân Vương, khỏi phải nói tới việc đi ngăn cản, anh còn muốn đi lên đạp ké hai cước cho sướng giò. Tại dưới cái nhìn của anh, Lâm Tinh đạp đến mệt lã mới thể đi làm chính sự. Cái gọi là chính sự chính là hành vi cường đạo. Túi trữ vật của Nhân Vương bị hắn lấy đi. Chẳng qua chuyện đó đều không có gì, vì báu vật trong túi trữ vật với Nhân Vương mà nói chính là chín trâu chỉ mất sợi lông. Báu vật chân chính của Nhân Vương đều cất giữ bên trong tiểu thế giới, tại trong cơ thể. Sáng lập tiểu thế giới trong cơ thể chính là một đặc quyền của chuẩn đế. Lấy đạo hạnh của Lâm Tinh thời khắc này thật sự là kiên quyết không phá nổi, cũng thể lấy đi bảo bối trong tiểu thế giới. Hắn chỉ có thể lấy đi túi trữ vật, còn có một chút trang sức trên thân Nhân Vương. Diệp Đào vẫn không hề nhúc nhích, vô cùng hứng thú nhìn xem Lâm Tinh ăn cướp, không hề muốn tới ngăn cản, nhìn mà trong lòng vô cùng thoải mái, bất chợt thấy tay chân cũng ngứa ngáy. Cho tới nay anh đều có một mơ ước, đó chính là ăn cướp của Nhân Vương. Bảo vật của tên kia đây là bảo vật vô giá, tùy tiện xách ra một thứ cũng có thể chấn động thiên hạ. Chỉ cần cướp được của một mình Nhân Vương thì đời này cũng cần lo cái ăn cái mặc. Nhưng cũng không có cách nào, đạo hạnh của anh cũng có hạn, cả ngày có nằm mơ để không dám hành động. Nhưng không ngờ chuyện anh không dám làm lại bị Lâm Tinh làm cực kỳ mượt mà. Anh nhìn lên, Lâm Tinh đã thu tay lại, vui tươi hớn hở, có mày nó hưng phấn. Con hàng kia vẫn là rất có tiết tháo, cho dù càn quét sạch bách bảo bối của Nhân Vương nhưng vẫn là lưu lại cho Nhân Vương một bộ y phục để thay đổi. Cái thằng này nếu là đổi lại Diệp Hào, tất nhiên sẽ lột sạch sành sanh Nhân Vương. Nếu có lưu lại cũng chỉ chừa cho hắn một cái quần lót, tác phong quanh trước sau vẫn như một. Đáng tiếc Nhân Vương một thế anh danh lại bị một tiểu bối Thánh Vương đánh bầm dập cướp sạch sẽ. Nếu không thì thế nào nói là Tạo Hóa Thành Vương? Lâm Tinh thực sự rất có lòng cầu tiến. Đoạt xong bảo bối của Nhân Vương lại vui vẻ chạy đến Diệp Hào cái thằng này. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Diệp Hào không hề động đậy nhưng trong lòng ý tứ sâu xa. Cho tới bây giờ đều là ta ăn cướp người khác, cũng chưa hề có người nào dám đặt bảo bối của lão tử. Người đó nha, chính là một thằng ngu đầu tiên. Đồ nhi của chuẩn đế, hắn là bảo bối không hề ít. Lâm Tinh xoa xoa hai bàn tay, hắc hắc cười không ngừng. Cặp mắt kia tràn đầy ánh sáng giang dảo, nhìn lên liền biết hoạt động trộm đạo đã làm không ít. Chỉ có điều để hắn lúng túng chính là trên thân Diệp Hào liền cái túi trữ vật đều không có, cũng không có trang sức gì, cũng chỉ có một bộ y phục. Nói đùa cái gì chứ, Diệp Hào thế nhưng là người trong nghề ăn cướp, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc mình có thể sẽ bị đánh cướp, như thế nào lại đem bảo bối đặt ở trên thân đâu chứ? Không phải chứ, Lâm Tinh nói thầm một tiếng, bàn tay không an phận kia luồn vào trong ngực Diệp Hào khua khoắng tìm bảo bối. Tìm cái gì thế? Diệp Hào cuối cùng là mở mắt,
toét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, một bên mặt ti toe nhìn xem Lâm Tinh, nhưng loại nụ cười kia của anh như thế nào đều là thấy chết người. Lâm Tinh sững sờ, có chút dại ra, liền cứ như vậy mà cùng Diệp Hào bốn mắt đối mặt. Buồn cười chính là tay của hắn vẫn còn để tại trong ngực Diệp Hào. 3 giây, hai người trọn vẹn đối mặt 3 giây, kém chút đã nhìn ra cảm giác vừa thấy đã yêu, còn suýt nữa đã xảy ra tia sét ái tình. Diệp Hào thì còn tốt, một vết mặt tươi cười, ngược lại là Lâm Tinh biểu lộ là đã xấu hổ lại vô cùng đặc sắc. Ai mà ngờ con hàng này lại tỉnh dậy khéo như vậy đâu chứ. Tìm cái gì thế? Diệp Hào lại tách miệng cười nhìn Lâm Tinh, phá vỡ sự yên tĩnh. Ây, Lâm Tinh cười ha hả, bàn tay khó an phật kia cũng rất tự giác từ trong ngực Diệp Hào rút ra, bị bắt quả tang ăn cướp tại trận. Cho dù là hắn, cái thằng này cũng có chút xấu hổ, tình cảnh này không thể che giấu được. Đang cười cười, cái thằng này quay đầu liền bỏ chạy, tốc độ kia giống như bật hát, như một luồng ánh sáng lao ra khỏi tiểu viên, vọt thẳng vào hư không. Cái thằng kia chạy đi đâu? Diệp Hào đứng dậy đuổi theo. Lâm Tinh chạy không ra làm sao, bây giờ Dinh Vương đang ngủ say thì duyên bắt người này đành phải để anh ra tay